Thưa quý vị, từ yêu thích nghệ thuật tranh tường cộng thêm chút năng khiếu về hội họa, hai bạn trẻ ở thành phố Bà Rịa đã tự tìm tòi học hỏi để tạo ra những bức tranh tường độc đáo. Câu chuyện thú vị của hai bạn trẻ vẽ tranh tường tô điểm cho cuộc sống thêm sắc màu tươi sáng được chuyển đến quý vị trong phần cuối thông tin thời sự trong tỉnh và trong nước. Tốt nghiệp trung cấp điện công nghiệp, nhưng hai bạn trẻ Vũ Hùng Dũng và Trần Trung Hiếu ở thành phố Bà Rịa lại dần chuyển hướng với công việc vẽ tranh tường. Bắt đầu với việc tự mình trang trí cho căn phòng của mình, hai bạn trẻ cảm nhận không gian sống trở nên tươi sáng, tràn đầy năng lượng hơn. Họ mạnh dạn dân rộng ý tưởng, tô màu cho không gian sống bằng cách xin được trang trí miễn phí cho nhà ở của bạn bè, rồi đến các quán cà phê. Các bức tranh ngày càng gây ấn tượng với nhiều người, từ đó họ có đơn đặt hàng. Bắt đầu thì em đi vé cho quán cà phê của bạn nó mở ra. Vé xong rồi cái nhịp quán cà phê đó có đông khách á, cứ tới lơi lui rồi hỏi tác giả của bức tranh là ai, rồi nó giới thiệu mình. Sau đó thì bắt đầu dần dần nới rộng ra, được giao lưu được nhiều người. Dù đẹp hay không đẹp nhưng mình cảm thấy mình hoàn thành bức tranh của mình á, thì mình cũng cảm thấy thích thú, vui vui vẻ. Có đơn đặt hàng nghĩa là tranh vẽ tường trở thành nghề mưu sinh. Tuy nhiên trên hết, với nhóm tranh tường Hùng Dũng Trung Hiếu vẫn là đam mê sáng tạo và mang cái đẹp đến cho cuộc sống, nên họ vẫn sẵn sàng cống hiến cho những bích họa vì cộng đồng. Đây là một buổi vẽ tranh trang trí cổ động tại huyện Long Điền của Vũ Hùng Dũng và Trần Trung Hiếu. Hình ảnh trẻ em vui chơi cùng những con vật gần gũi ngộ nghĩnh, những khẩu hiệu tuyên truyền về luật giao thông đường bộ, phòng dịch COVID-19 vừa sống động bắt mắt, vừa truyền tải thông điệp ý nghĩa trên những tuyến đường nông thôn, trong những khu dân cư. Thích của em là màu sắc. Em muốn tạo ra một cái cuộc sống, một cảnh quan khác để mọi người chiêm ngưỡng cái tranh đó, để mọi người biết thêm về nghệ thuật và thêm về cái nhiều cảnh đẹp mà chưa ai có thể nhìn được ngoài đời. Có thể người họa sĩ có thể tạo ra nhiều cái khung tranh người ta nhìn vô sẽ cảm giác mát dịu hoặc đẹp đẽ, hoặc làm cho cuộc sống nó tươi đẹp hơn. Hơn 3 năm nay, Vũ Hùng Dũng, Trần Trung Hiếu đã tạo ra hàng trăm bức tranh tường. Nhiều bức tranh trong số này, Dũng và Hiếu vẽ tặng cho trường mầm non, những khu dân cư nông thôn, để góp phần tạo nên không gian sống đẹp hơn, tươi vui, sắc màu hơn, truyền tải được những thông điệp hữu dụng đến mọi người bằng hội họa.